Dạ, Bảo Việt xin kính chào tất cả cô chú anh chị đã quay lại với kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Dạ, mỗi ngày Bảo Việt cố gắng review giới thiệu để quý cô chú anh chị mình những căn nhà nằm trong phân khúc giá rẻ. À, đầu video, Bảo Việt xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị mình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Dạ, cả nhà ơi, hôm nay Bảo Việt lại tiếp tục review giới thiệu để quý cô chú anh chị mình một khu vực nhà giá rẻ ha. Và từ vị trí của Bảo Việt đang đứng đây, chỉ cách chợ Bình Chánh của mình đâu đó khoảng tầm là 5 đến 6 km thôi. Và trục đường trước nhà của mình là đường xe ô tô nha cả nhà. Nếu gia đình mình đang có xe ô tô, mình muốn tìm một căn nhà nằm trong phân khúc giá rẻ để mình an cư lập nghiệp, thì mình nên cân nhắc mình chọn khu vực nhà này nha cả nhà. Và nơi đây thì trong vòng bán kính 3 đến 400 mét trở lại thôi, thì nơi đây sẽ có chợ, trường học, ủy ban xã, cũng như là khu công nghiệp rất là nhiều ở đây luôn nha cả nhà. Tiện ích rất là nhiều, cô chú anh chị mình ở đây mình mua sắm hay nội trợ rất là tiện ích luôn ha. Và hiện tại thì khu vực nhà này thì chỉ còn đâu đó khoảng tầm là 6 căn nhà thôi nha cả nhà. Có 3 căn hướng nam và 2 căn hướng bắc ha. Nếu cô chú anh chị mình có quan tâm khu vực nhà này thì hãy liên hệ cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933 827 963, thì Bảo Việt sẽ dẫn cô chú anh chị mình xem nhà thực tế luôn ha. Và nếu như gia đình mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 6, quận 7, quận 8, quận Bình Tân, Tân Bình, cả nhà mình muốn đến đây xem nhà thì cả nhà mình đi theo trục đường quốc lộ 1A, khi cô chú anh chị mình đi tới chợ Bình Chánh, cặp bên chợ Bình Chánh sẽ có trục đường đến Đức Thiện. Cô chú anh chị mình rẽ thẳng, đi thẳng và theo trục đường đến Đức Thiện, khi tới khu công nghiệp Cầu Tràm, alo cho Bảo Việt sẽ ra đón cô chú anh chị ha. Thì khu vực nhà này cả nhà thì dân cư mình cũng đã về ở đâu đó khoảng tầm 70% rồi, an ninh ở đây thì cô chú anh chị mình sinh sống rất là yên ổn luôn ha. Và khu vực nhà này thì đường xá rất là rộng rãi luôn. Cô chú anh chị mình có ô tô là chạy tới nhà luôn ha. Và khu vực nhà của mình hôm nay, việc giới thiệu sơ để cho cô chú anh chị mình nắm ha. Căn nhà của mình có diện tích ngang 3,2 m, dài cho 9 m ha. Và có thiết kế mái hợp nha cả nhà. Khu vực nhà mình là nhà phố liền kề. Thì bây giờ Bảo Việt xin mời cả nhà mình vào xem nhà thực tế của Bảo Việt ha. Căn nhà của mình sẽ có một cái lớp cửa hai cánh như thế này cả nhà, để bảo vệ ha cho khoảng sân của mình. Thì cửa của mình là sơn tĩnh điện màu đen ha, nhìn khá là chắc chắn luôn. Và bên trong này thì nhà mình sẽ có thêm một cái sân nhỏ nhỏ nữa, để cho cô chú anh chị mình có thể mình để đồ để đạt, hoặc là cô chú anh chị mình có thể trồng thêm một hai chậu kiểng nữa nha cả nhà. Bên tay phải của Việt đây, thì căn nhà của mình sẽ có một cái vòi nước để cho cô chú anh chị mình hứng nước để mình rửa xăng ha, hoặc là mình có thể mình rửa xe cũng được nha cả nhà. Ở một căn nhà giá thành rất là rẻ luôn gia đình mình ơi. Cô chú anh chị mình gán xem hết video của Bảo Việt sẽ báo cho cô chú anh chị mình một cái giá rất là hợp lý luôn ha. Và hiện tại bây giờ Việt cũng đang có bệnh trong người á cả nhà, cho nên là Việt nếu mà nói chuyện không rõ rất mong cô chú anh chị mình thông cảm nha cả nhà. Mình trước khi vào căn phòng khách đó cả nhà, thì căn nhà của mình còn thêm một lớp cửa 4 cánh nữa. Thì lớp cửa này là bằng sắt đó, kết hợp với lại là kính mờ nha cả nhà, để bảo vệ cho căn phòng khách của mình. Nhà của mình thì có máy sẵn luôn nha cả nhà. Cô chú anh chị mình về mình cũng không cần làm máy thêm ha, có khung sắt bảo vệ cho căn nhà của mình luôn, rất là tuyệt vời luôn gia đình mình ơi. Và căn nhà của mình thì có gạch ốp tường từ ngoài sân cho đến là cuối nhà luôn, với một căn nhà giá thành rất là rẻ, đâu đó trên 700 triệu tí xíu thôi. Vì việc thấy rất là đẹp luôn, cô chú mình có ô tô là đi tới nơi luôn ha. Và bây giờ Bảo Việt xin mời cả nhà mình tiến sâu vào không gian phòng khách nha. Thì đây là khoảng không gian phòng khách của mình nè cả nhà. Căn nhà của mình thiết kế khá là hài hòa luôn ha. Cô chú anh chị mình có thể bố trí thêm một bộ ghế, một bộ bàn để mình tiếp khách nha cả nhà. Đèn phòng khách thì mình đã trang bị những cái ngọn đèn lon rất là sáng sủa luôn nha gia đình mình. Đường dây máy lạnh, đường dây quạt cũng đã có rồi, cô chú anh chị mình về mình có nhu cầu mình có thể mình gắn thêm ha. Ở gạch ốp tường rất là đẹp luôn nè cả nhà, có những cái trụ hoa mai rất là đẹp ha. Thì gạch ốp tường của mình lên đâu đó khoảng tầm 1,2 m ha. Cô chú anh chị mình nhà có trẻ nhỏ mình vui chơi, khi bé chụp vào tường cũng không có sợ giờ tường nha cả nhà, rất là dễ vệ sinh luôn. Và ngăn cách giữa không gian phòng khách và bếp thì mình sẽ có một tấm nhựa cắt CNC rất là đẹp luôn. Có 3 chữ phúc lộc thọ ha, cho gia đình mình phong thủy rất là tốt luôn gia đình mình. Và đây là không gian bếp của mình, thì sẽ có tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Căn nhà của mình làm bằng tủ gỗ nha cả nhà,
đó, đèn cũng đã có sẵn rồi đó, ổ cắm nè cô chú anh chị, mình về ghim vô là mình sử dụng thôi nha cả nhà. Và bên tay phải của Việt đây thì mình sẽ có thêm một cái bồn inox để dành cho cô chú anh chị mình rửa rau, rửa cải, rửa đồ ăn đâu nha gia đình mình đó. Và cuối nhà đó, thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ ha, thì cô chú anh chị mình về đây đó, mình cũng đã có vệ sinh, nhà vệ sinh rất là sạch sẽ luôn đó, vừa nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Và bây giờ thì Bảo Việt xin mời cả nhà mình lên lầu để mình quan sát hai căn phòng ngủ bên trên nha cả nhà. Với một căn nhà giá thành chỉ có đâu đó trên 700 triệu thôi cả nhà ơi đó, cô chú anh chị mình nên cân nhắc để mình chọn căn nhà này để mình an cư lập nghiệp nha cả nhà. Việc thấy giá thành rất là hợp lý luôn đó. Thì bên trên tầng lầu của mình đó cả nhà đó, thì gạch gót sàn của mình đó cả nhà thì có màu vàng đồng ha đó, có những cái băng gỗ rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình, rất là dễ vệ sinh, rất là dễ lau chùi luôn đó. Việc thấy rất là hài hòa luôn. Ở đây là căn phòng ngủ đầu tiên của mình nè cả nhà. Ở căn phòng ngủ này thì mình sẽ có một cái lớp cửa lùa hai cánh ha, để cho cô chú anh chị mở ra mở vào, mình có thể mình đón gió đón ánh sáng vào nha cả nhà. Trần la phong thạch cao có đầy đủ rồi, đèn ngủ đèn mình trang bị đã có đầy đủ hết rồi nha cả nhà. Đó thì cô chú anh chị mình có thể mình để tủ giường niệm vào mình ở nha cả nhà. Đó và ngoài đây đó thì mình có thêm một cái nhà vệ sinh đó, để phục vụ cho cô chú anh chị mình mỗi buổi tối có nhu cầu mình đi vệ sinh ha, rất là sạch sẽ luôn gia đình mình ơi. Đó và Bảo Việt xin mời cả nhà mình qua căn phòng ngủ thứ hai ha. Dạ căn phòng ngủ thứ hai này ở gia đình mình thì được show ra mặt dựng ha. Đó nhìn khá là thoáng luôn cả nhà. Ở căn nhà của mình thì căn phòng ngủ này cũng đã có đầy đủ đèn hết trơn rồi. Ở căn phòng ngủ này thì mình ở đâu đó cũng tầm 3 đến 4 thành viên nha cả nhà. Ở mình sẽ có hai lớp cửa chính. Ở một lớp cửa hai cánh đó, để mình kéo ra kéo vào ha. Đó, cô chú anh chị mình nếu có không có nhu cầu sử dụng thì mình đóng vào. Đó, còn bên đây mình sẽ có một cái lớp cửa nhỏ nhỏ để dẫn ra ban công. Đó, thì cô chú anh chị mình nhà mình có trẻ nhỏ thì mình có thể mình làm thêm những cái thanh sắt mình đang xen lên đó cả nhà, đó, để bảo vệ cho nó an toàn, hoặc là cô chú anh chị mình có phơi đồ phơi đạc cũng tiện ha. Và bây giờ thì Bảo Việt xin mời cả nhà mình xuống lại không gian phòng khách để việc báo giá căn nhà này cũng như là tổng kết lại những cái thông tin của căn nhà mình một lần nữa cho cô chú anh chị mình nha. Dạ cả nhà mình ơi, với một căn nhà diện tích ngang 3m2 nhân cho 9m thì nhà mình có xăng cho cô chú anh chị mình đậu ô tô, cô chú anh chị mình chạy tới nơi luôn ha. Căn nhà này thì pháp lý thổ cư 100%, cốt nền rất là cao. Cô chú anh chị mình về đây mình ở, mình sinh sống, mình cũng không sợ bị nước ngập nha cả nhà. Và khi cô chú anh chị mình sắp xếp thời gian đến đây gặp Bảo Việt, nếu cô chú anh chị mình ưng ý căn nhà thì Việt sẽ đem giấy tờ pháp lý cho cô chú anh chị mình xem ha. Và hiện tại thì nơi đây bên Việt còn 6 căn nhà ha. Thì 3 căn sẽ nằm về hướng Bắc và 3 căn sẽ nằm về hướng Nam. Cô chú anh chị mình có quan tâm khu vực này thì alo cho Bảo Việt, Bảo Việt sẽ tư vấn cái hướng hợp với phong thủy với cô chú anh chị mình luôn nha. Và trong vòng bán kính 500m trở lại thì nơi đây sẽ có chợ, trường học, khu công nghiệp, cầu tràm rất là lớn nha cả nhà. Cô chú anh chị mình nếu muốn về đây mình có công ăn việc làm, tài chính mình vừa phải nè, trung bình nè, thì cô chú anh chị mình nên chọn căn nhà này nha cả nhà. Khu vực mình an ninh rất là cao luôn. Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình ra đây, mình xem lại cái đoạn đường vào nhà mình một lần nữa nha. Ở dân cư thì mình đã ở hết rồi nha cả nhà. Hôm Tết thì những gia chủ này cũng gắn những cái ngọn đèn chớp rất là đẹp luôn. Thì dân cư của mình cũng gần full rồi nha cả nhà. Chỉ còn đâu đó khoảng tầm là 6 căn nhà nữa thôi. Thì cũng đã hết rồi. Nếu cô chú anh chị mình quan tâm khu vực này thì hãy nhanh chóng gọi cho Việt qua số điện thoại 0933 827963 nha cả nhà. Đường vừa rộng rãi, cô chú anh chị mình có thể chạy xe ô tô vào. Mà nhà mình vừa có sân trước nữa, có mái nữa, thì rất là tuyệt vời luôn. Và nếu trong quá trình Bảo Việt làm video có những cái thông tin nào sai sót, chưa đúng chưa phải, rất mong cô chú anh chị mình thông cảm nha cả nhà. Nếu có yêu mến Bảo Việt thì cô chú anh chị mình hãy nhớ nhấn một nút like cũng như là đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo. Nếu cả nhà mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 6, quận 7, quận 8, quận Bình Tân, Tân Bình, cô chú anh chị mình cần đến đây xem nhà thì cả nhà mình đi theo trục đường quốc lộ 1A, đi vào trục đường Đinh Đức Thiện ha. Thì cô chú anh chị mình đi đến khu công nghiệp Cầu Tràm thì alo cho Bảo Việt, Bảo Việt sẽ ra đón cô chú anh chị vào trong nhà thực tế luôn nha cả nhà.
Và bây giờ thì Bảo Việt sẽ báo giá cho cô chú anh chị mình luôn, khu vực nhà của mình giá rất là rẻ luôn cả nhà ơi. Chỉ có giá là 730 triệu thôi cho một căn nhà ngang 3m2, dài 9m, đường ô tô nha cả nhà. Và Bảo Việt cuối video xin kính chúc cho toàn thể cô chú anh chị mình luôn luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Và Bảo Việt xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình. Xin chào cả nhà mình.